Hello các bạn, và tiếp theo chúng ta sẽ học về cách sử dụng các từ như là would, used to, be, get used to trong quá khứ nhé. Từ would sẽ là từ chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên. Khi mà dùng would để miêu tả một cái gì đấy trong quá khứ thì chúng ta sẽ dùng để diễn tả thói quen, và đặc biệt là những cái thứ này nó đã ở rất xa trong quá khứ rồi, gọi là từ lâu rồi. Ví dụ, when I was a kid, my mother would take me to the park to play. Khi tôi là còn một đứa trẻ, mẹ tôi thường đưa tôi ra công viên chơi. Hoặc, he would eat noodles every weekend back in the day. Anh ấy lúc nào cũng ăn mì mỗi cuối tuần vào ngày xưa. Và với cấu trúc của cách dùng từ would thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta sẽ có chủ ngữ ở đầu câu: I, you, we, they, he, she và it, cộng với cả would và cộng với cả động từ ở dạng nguyên thể. Chúng ta cùng xem câu sau. A long time ago, Lana would run every time she saw a fly. Rất lâu về trước, Lana luôn chạy đi khi mà cô ấy thấy ruồi. Một ví dụ khác, Penelope would eat anything that tastes sweet when she was four. Penelope ăn bất cứ thứ gì có vị ngọt khi cô ấy 4 tuổi. Tiếp theo đến dạng phủ định. Ở dạng phủ định thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà chúng ta lại thêm từ never, chứ không phải thêm not các bạn nhé, chú ý. Chủ ngữ cộng would, never, cộng với cả verb dạng nguyên thể. Và chúng ta có ví dụ sau. He would never wake up early in the old days. Anh ấy không bao giờ dậy sớm vào ngày xưa. Một ví dụ thứ hai. When I went to school, I would never skip a class. Vào thời đi học, tôi không trốn lớp bao giờ. Tiếp theo, chúng ta chuyển đến cách sử dụng từ used to. Từ used to thì sẽ được dùng khi mà để diễn tả một cái hành động lặp đi lặp lại, hoặc là để nói về một cái sự kiện nào đấy cũng đã ở rất xa, từ lâu trong quá khứ rồi. Chúng ta cùng xem câu sau. Ella used to be a doctor. Ella đã từng là một bác sĩ. Hoặc Eric used to play football. Eric từng chơi bóng đá. Những việc và những hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ, và chúng ta có thể dùng used to hoặc có thể dùng would, và tùy trường hợp thì các bạn sẽ sử dụng những từ này khác nhau. Đến phần bài tập chúng ta sẽ rõ hơn. Về cấu trúc thì từ used to ở câu khẳng định sẽ bắt đầu bằng chủ ngữ là I, you, we, they, he, she và it, cộng used to cũng cộng với verb nguyên thể tương tự với would. Chúng ta có câu he used to hate vegetables. Anh ấy từng ghét rau củ. Ngoài ra, I used to be rich. Tôi đã từng rất giàu có. Tiếp đến phần câu phủ định. Đối với từ used to thì phủ định có 3 cách sử dụng. Một là chủ ngữ cộng với cả did not used to, hoặc never used to, hoặc used not to cộng với cả verb nguyên thể. Lưu ý là trong 3 trường hợp này thì trường hợp did not used to thì từ use sẽ không chia ở dạng quá khứ. Ví dụ đầu tiên, Mark never used to be happy. Mark chưa từng được vui vẻ. Ví dụ tiếp theo, Sam used not to stand the cold when he was young. Sam không chịu được lạnh khi cậu còn bé. Và cuối cùng, ở dạng câu nghi vấn thì chúng ta sẽ đảo từ did lên đầu, sau đó đến chủ ngữ, và used to không chia ở dạng quá khứ, và cuối cùng là verb nguyên thể. Chúng ta có câu sau. Did you use to play hockey? Bạn có từng chơi khúc côn cầu không? Và did she use to be a dancer? Cô ấy có từng là vũ công không?
Và đã kết thúc phần used to. Phần B, get used to, thì các bạn sẽ xem ở video tiếp theo.